Những đại kỵ khi ăn trứng cực hại sức khỏe không phải ai cũng biết. Trứng là món ăn bổ dưỡng và quá quen thuộc với các gia đình. Nhưng ít ai biết rằng, loại thực phẩm tưởng như lành tính này sở hữu một danh sách kiêng kỵ không hề ngắn. Đường. Tại các nước châu Á, nhiều bà nội trợ có thói quen dùng nước đường để tạo màu khi chế biến món thịt kho trứng. Kỳ thực, việc làm này sẽ khiến cho protein fructose acid amin trong trứng kết hợp với lysine và tạo thành một chất rất khó hấp thu vào cơ thể, thậm chí còn gây ra nhiều phản ứng bất lợi đối với sức khỏe. Không nên cho bột ngọt vào trứng. Nhiều bà nội trợ có thói quen cho bột ngọt vào khi đánh trứng để chuẩn bị làm món trứng chiên. Về mặt dinh dưỡng, đây là một sai lầm. Ở nhiệt độ cao, các chất natri, acid glutamic, chất clo hóa trong trứng kết hợp và tạo thành muối natri của acid glutamic. Chất này cũng là thành phần chủ yếu của bột ngọt. Do vậy, việc cho thêm bột ngọt khi chế biến trứng sẽ làm phá vỡ kết cấu của các nguyên tử muối natri tự nhiên, từ đó làm giảm hàm lượng dinh dưỡng. Sữa đậu nành mặc dù được coi là một đồ uống lành tính và dễ hấp thu, nhưng sữa đậu nành cũng nằm trong danh sách những thực phẩm không thể kết hợp cùng trứng. Nguyên nhân nằm ở chỗ, khi thưởng thức đồng thời hai loại thực phẩm này, protein trong trứng sẽ kết hợp cùng trypsin trong sữa đậu, gây cản trở quá trình phân giải và hấp thụ chất đạm của cơ thể, đồng thời cũng làm hao hụt hàm lượng dinh dưỡng trong sữa và trứng. Thịt ngỗng, thịt thỏ trứng cũng không thể kết hợp cùng thịt ngỗng và thịt thỏ. Điều này đã được Lý Thời Chân ghi lại trong bản thảo cương mục. Đó là bởi cả thịt thỏ, thịt ngỗng và trứng đều có tính hàn và chứa một số chất có hoạt tính sinh học, khi kết hợp cùng nhau sẽ sinh ra những phản ứng kích thích tiêu hóa, tạo thành trứng tiêu chảy. Trứng gà đã chín để qua đêm cần bỏ ngay nếu trứng gà được luộc chín lòng đào, nhưng sau khi để qua đêm thì chất dinh dưỡng trong đó sản sinh ra vi khuẩn. Hồng ăn hồng ngay sau khi thưởng thức món trứng là một điều tối kỵ đối với sức khỏe. Hành động này có thể kéo theo nhiều hệ lụy nguy hiểm như ngộ độc thực phẩm, viêm dạ dày cấp tính, kết sỏi trong phổi. Bệnh tiểu đường trứng là loại thực phẩm chứa nhiều chất béo omega 3, là nguồn cung cấp vitamin, protein và nhiều dưỡng chất khác có lợi sức khỏe, nhưng chúng cũng chứa rất nhiều cholesterol và chất béo bão hòa. Đây là những thủ phạm có thể gây ra bệnh tiểu đường loại 2. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những người có bệnh tiểu đường không nên hạn chế ăn. Người đang sốt, đối với những người bị sốt nhất là trẻ em, ăn trứng gà sẽ làm cho nhiệt lượng cơ thể tăng lên, không tán phát ra ngoài được, giống như lửa đổ thêm dầu, bệnh sốt càng thêm trầm trọng. Vì vậy, khi bị sốt không nên ăn trứng gà, nên uống nhiều nước và pha thêm chút muối, ăn nhiều rau quả tươi, hạn chế ăn những thứ có nhiều protein. Người mắc bệnh thận. Khi bị viêm thận, chức năng trao đổi chất của cơ thể giảm mạnh, lượng nước tiểu cũng giảm khiến thận không loại bỏ hết các độc tố ra khỏi cơ thể. Ăn trứng có thể làm lượng UD trong cơ thể tăng nhanh, từ đó, làm tình trạng viêm thận trở nên trầm trọng, thậm chí là gây nhiễm độc đường tiết niệu. Người cơ địa dị ứng. Trứng là nguyên nhân hay gặp thứ hai gây dị ứng thức ăn ở trẻ nhỏ. Khoảng 1,5% các bé dị ứng với trứng gà. Tuy nhiên đến khoảng 80% trẻ thoát khỏi dị ứng trứng khi lên 6 tuổi. Phần lớn các protein gây dị ứng nằm trong lòng trắng, trong khi protein lòng đỏ ít gây dị ứng hơn. Do sự tương đồng giữa protein trứng gà và các loại trứng khác, người dị ứng trứng gà thường dị ứng với trứng vịt, trứng ngan. Vì vậy, nếu cơ địa dị ứng với trứng, bạn nên tránh món này để không ảnh hưởng. Bị bệnh gan. Trứng là loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng. Trong trứng có đủ protein, lipid, glucid, các vitamin, các khoáng chất, các men và hormone. Các chất dinh dưỡng tập trung chủ yếu ở lòng đỏ trứng, đặc biệt lòng đỏ chứa 1,6 hay 0,3 g cholesterol. Vì trứng rất bổ, khó tiêu nên khi ăn trứng, gan phải làm việc nhiều. Do vậy, những người bị bệnh gan không nên ăn trứng, nếu ăn nhiều, trong thời gian dài có thể càng làm cho gan yếu hơn rồi bệnh nặng, dẫn đến viêm gan, xơ gan và ung thư gan. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video, nếu thấy video hay nhớ like, đăng ký kênh và nhấn chuông để ủng hộ kênh và nhận thông báo các video mới nhé.